Cái điều mà Duy Nguyễn tự hào á là không phải có bao nhiêu cái phòng gym, không phải một tháng kiếm bao nhiêu tiền, mà là xây dựng ra một cái thế hệ streamer tri thức như thế nào. Duy Nguyễn Kim Phổ là một sứ mệnh, một tham vọng, một công trình nghiên cứu khoa học hành xin được đánh đổi bằng tiền, một công sức và thời gian dài đặc. Nhưng Duy Nguyễn không bao giờ từ bỏ. Là một chiến binh thể hình, đồng thời là một giám đốc gymer. Với tinh thần máu lửa nhiệt huyết, chân thành vui nhộn. Mắt như mắt trăng. Nặng quá rồi, nặng quá. Được đầu tư với kinh phí siêu khủng. Tuyệt kỹ, tinh hoa và đẳng cấp thể hình. Yêu phong. Gói gọn trong Duy Nguyễn Kim Phổ tầng 5. Được ghi hình tại BBT quận 12, 535 Lê Văn Khương, phường Hiệp Thành. Các bạn đã xem cái trailer Viêm Phổi chưa? Hoành tráng không? Lợi hại không? Nhiệt tình không? Và chương trình Duy Nguyễn Viêm Phổi sẽ được chính thức quay lại. Cái đó là cái dự án video lớn nhất trong năm nay của anh đó. Và trong năm nay của anh đó, làm thêm những cái dự án về MV nữa. Là xong. Không làm nữa. Làm hai cái đó thôi, cực thế bà nội rồi. Thì cái Duy Nguyễn Viêm Phổi á là một cái gì? Mấy em nghe những cái từ trailer rất là mạnh mẽ đúng không? Rất là, nói chung là nó đã gói gọn cái thông điệp. Nó là tinh hoa thể hình của anh. Và những cái kiến thức của anh đã tập cũng như chưa tập. Wow. Thật sự. Đúng không? Và cái đó là cái cảm nhận của anh. Anh truyền tải cái hồn vô trong Duy Nguyễn Kim Phổ. Cái Duy Nguyễn Kim Phổ nó không đơn giản là một giáo án, mà nó là có tất cả những cái thứ mà những cái giáo án khác không có. Nghĩ một phút thôi. Trong phòng gym á, nếu mà chúng ta làm mất đi cái cảm giác, cái feeling là cái buổi tập tao thất bại. Nó có phần hồn trong đó nữa, đúng không? Đó, nó có phân tích, nhận định và nó có cảm nhận buổi tập của người đó. Đó, mà tại sao cái Duy Nguyễn Kim Phổ nó tạm gác lại? Tại vì năm ngoái nó có nhiều biến quá. Năm ngoái là công việc của anh rất là bận rộn, không có thời gian thở luôn, nên không làm được. Đó, vậy thì partner của anh là ai? Trời, con hàng ngày xưa. Con hàng lên phát biểu chưa lùn lùn, giờ nổi tiếng quyền thoại luôn. Mà lúc mà em chơi cái gì về gym á, thì em nhìn thấy mấy anh chàng mà thấp lùn á, em nghĩ bụng mà kiểu mà đã tướng đã lùn rồi, tướng đã lùn rồi, lại còn mà không kiếm ra tiền hay là không có tài năng gì nữa, sao lại ai lấy? Đó, con hàng đó mấy năm nay mấy em không gặp đúng không? Con hàng đó phó giám đốc, nó lo làm nhiều quá, bây giờ nó hơi tròn tròn rồi. Được, cái kèo này đem vô bào trong Duy Nguyễn Kim Phổ được nè. Đó là bảo đảm xuống. Thì cái đó cũng là một cái thông điệp mà ông nói đó. Bây giờ cho dù ông làm cái nghề gì đó chăng nữa, cho dù bà thành công tới mức nào trong cuộc sống đi chăng nữa, thì bà lết phòng gym cho tôi. Đúng không? Bà lết phòng gym cho tôi, tập theo Duy Nguyễn Kim Phổ bằng gym nữ tâm kinh. Đó, để duy trì sức khỏe này là kia. Và cái Duy Nguyễn Kim Phổ này là một dự án rất tốn kém và rất lâu dài. Mà cái kinh phí lúc đầu ở nước tính á, trong khoảng thời gian mà ở tầng 20 mà nó xong á, là cũng phải 8 tỷ bạc rồi đó. 8 tỷ bạc nó tiền gì mấy em? Tiền lương công thợ, đúng không? Tiền máy móc thiết bị quay mà nó bị hư, tiền đi lại, tiền ăn. Mà cái tiền mắc nhất tiền ngân sách đó. Biết cuốn sách đó, cuốn sách gì mà phải tầng 1 nhiều cuốn không? Như 50-60 ngàn cuốn á. Mà tặng không hả mấy em? Tặng làm kỷ niệm. Tầng 2 đâu dám in nữa đâu. Tầng 3 đâu dám in nữa đâu. Đúng không?
không dám in nữa. Nhưng mà lỡ là cũng hên, cậu không in nữa. Được cái gì? Anh sẽ design lại hết mấy tầng đó luôn. Lỡ được nghe. Đời không có ngu là giống ngu nào đúng không? Mình ngồi mình thuê nguyên team design luôn, thuê freelance luôn. Vô ngồi chừng mười mấy đứa design nguyên một từ tầng 1 tầng 20 luôn. Tầng 20 là cái tầng anh dự định thôi. Nhưng mà có thể phát triển tới tầng 30 luôn. Cái tầng anh mê phim tàu. Mê phim tàu đến cái tầng như ngoài á mấy em. Bởi vậy anh mới nói em á, má khi mà thích Kiều Phong á, mà cha mẹ bắt làm chủ phòng gym. Thấy không? À, thấy Kiều Phong không? Thấy Kiều Phong không mấy em? Kiều Phong tập tạ đó. Nó nổi cái đầu của anh thôi cũng làm câu chuyện để nói. Anh muốn làm một cái giám đốc hình đó, nó đặc biệt nhất, đúng không? Vừa là giám đốc, vừa tướng bự con, vừa bụng sáu múi mà vừa có đầu lãng tử nữa. Có đầu lãng tử nữa. Kiếm đầu ra phần thứ hai. À, vậy thì quay thì cái gì với phổ? Cái kinh phí nó lớn như vậy đó, thì anh phải có cái lộ trình, phải có thời gian, phải làm thế nào nữa. Nhưng mà anh khẳng định luôn á, anh không có khùng mà anh bỏ ra 8 tỷ bạc. Anh làm sách anh tặng người ta, thề luôn. Đúng không? Nên kết hợp với Duy Nguyễn Diêm Phổ, nó sẽ có những dự án khác rất lớn. Nhưng mà cái tật của anh đó chưa làm được thì anh sẽ không cho anh nói. Thế thôi. Nhưng mà anh chỉ muốn khẳng định một câu á, là ngay lúc này là năng lượng anh tốt nhất, ngay lúc này là anh máu lửa nhất. Đúng không? Ngay lúc này á là anh sao nữa? Đầy nhiệt huyết luôn. Chuẩn bị một cái nguồn năng lượng dài hạn để hoàn thành tốt cái dự án Diêm Phổ. Khi 4 trung tâm đi vào, anh ngừng là anh có ý đồ hết. Wow. Cái phòng gym Bình Tân này quay tới Blue Vesu nó quá chán rồi, đúng không? Nó chật chội rồi, khách đông quá rồi, quay không đã nữa. Bây giờ đợi quận 12 xong nè, anh sẽ quay Diêm Phổ 1 tầng 2 tầng. Sau đó đó anh sẽ đổi luôn cái hệ thống 1 phần 2 máy quận 12 nữa. Wow. Đúng không? Anh đi Mỹ về là anh đổi máy đó em. Yes. Không có giỡn đâu. Bởi vì máy giờ anh đang bán rẻ đó, mấy em mà thích thì mua lẹ đi chứ mốt không có bán nữa đâu. Cái tật anh chịu chơi đó, nên mấy em thấy anh hay khoe những cái máy, ừ cái máy 80 triệu, máy 150 triệu. Nên trong cái dự án Duy Nguyễn Văn Phổ là máy móc xuất hiện nó phải đẹp, nó phải ấn tượng đó, nó phải gọi là nó cao cấp và nó quality. Con người nó phải quality và máy nó phải quality, phòng gym nó phải quality, đúng không? Và sắp tới mấy tháng nữa phòng gym 19 khai trương, đẩy thêm chắc tới tầng 10. Phòng gym 7 chắc chơi tới tầng 15-16 gì rồi. Quận 7 rộng lắm em, mà ở bên quận 7 em nên nhớ nè, bên quận 7 á, là nó còn có thêm cái phòng studio nữa. Mà cái phòng studio là cái phòng mà gọi là tái hiện lại những tấm hình huyền thoại, mà lần này làm tốt hơn lần trước nữa. Nó lần này làm tốt lần trước nữa. Lần trước thuê nhà quận 6 nhỏ quá, chụp chưa phê, đúng không? Lần này là ok. Nói chung là bây giờ anh đang rất là máu lửa đó, để show up show hàng ra cái Duy Nguyễn Diêm Phổ, đúng không? Mấy em nghe bài hát thóc gầy đi. Một thứ mệnh chẳng nói đến, nhưng phải hiểu thóc gầy là điều duy nhất. Tất cả những bài hát của anh đều có là Diêm Phổ hết. Nè, bài hát thóc gầy là định mệnh chẳng nói lên, nhưng thóc gầy là sứ mệnh phải có, đúng không? Diêm Phổ không tên, nghe chưa? Đó. Gọi là anh làm cái gì á, nó cũng phải có tiền đồ. Và nó có những cái bước để gắn kết những bước đó lại với nhau, nó thành được một cái chuỗi mắt xích. Nó và rất là hân hoan giới thiệu lại với em cái Diêm Phổ này, anh sẽ quay với một cái thể loại rất khác. Thể loại máu lửa, thể loại nhiệt tình, thể loại tập chết mỏ, tạ nhẹ tạ nặng, tập hết sức, tập feeling, thể hiện cho tụi em thấy những cảm giác rất thật khi mà chúng em tập theo Duy Nguyễn Diêm Phổ. Và cái Duy Nguyễn Phổ được sự đồng hành của chị Hương Trần đó. Không, mà cái cầu vai của anh đẹp thiệt. Còn thôi khỏi khe. Dày. Xin trân trọng giới thiệu hàng thiệt, hàng natural. Nó không nghiêm túc, nó vui thôi. Nó vui, nó dễ làm cho các bạn ở đây thoải mái, đúng không? Mình vừa vui mà mình vừa học thì nó mới vô. À, nên cái dự án này thì khi mà nó tung ra thì tất nhiên không có thu đồng bạc đồng nào trơn, nó tập tạp free hết mấy em. Mà mấy em á, vì hỏi rằng anh Duy làm dự án Diêm Phổ vậy, anh Duy có lợi nhuận gì không? Có em. Có mới làm, đúng không? Vậy lợi nhuận số 1 của anh là gì?
nổ 4 cái phòng. Lợi nhuận số 2 là gì? Nổ máy Mỹ để bán đó. Mà thậm chí á, thì anh Duy, ủa anh Duy bán máy luôn hả? Bà hỏi anh Duy đó bán máy mà không. Bây giờ anh bán, anh có mua đồ, anh bán máy để anh bán súp mấy em. Bây giờ anh bán máy cho em không lấy lời, nhưng mà đổi lại, ủa, em phải bán súp cho anh. Chơi không? Chơi chớ chơi thôi à, không ép. Đó. Rồi cái lợi nhuận thứ 3 là cái gì mấy em? Cái lợi nhuận thứ 3 là cái gì? Bí mật. Nói hết mấy em biết sao? Trên tay các em cầm cuốn Duy Nguyễn Duy Phổ tầng 1 rồi đúng không? Đó là quà tặng của anh. Và sẽ tặng rất là nhiều quà. Nhưng mà bây giờ á, là file PDF và video sẽ đi trước. Còn cái file PDF á, anh nói thật sự với em luôn á, bây giờ anh biết anh có thời gian không, anh cũng tính là anh làm lại. Tại vì cái cách thiết kế và cách này cách kia, nói chung anh đang suy nghĩ là tụi em cho anh ý kiến đi. Cho anh ý kiến đi. Còn làm cái Duy Nguyễn Duy Phổ này á, nó tốn rất là nhiều công sức em. Một cái video dựng nửa tháng. Trời đất ơi, em nghĩ coi tiền lương mà trả cho nhân viên nửa tháng đó, tiền điện, tiền này, tiền kia, kiểu để ra được một video đó, nửa tháng nha em. Bởi vì cái dự án nó dài lắm, nghe nó kinh khủng lắm. Mà đâu phải là một tầng là một video đâu em, một tầng có 7-8 cái video, đúng không? Và nó còn cái hệ thống video anten nữa. Hệ thống video anten là hệ thống video nó đi thêm, nó phát triển để cho các em hiểu về cái Duy Nguyễn Duy Phổ đó. Đó, nên dự án này là một trong những dự án mà anh tâm đắc nhất. Và ngày hôm nay, nói chung anh chính thức rồi là thông báo với các em, nó sẽ trở lại và lợi hại hơn xưa. Mời các em đón xem nha. Trung tâm gym hoành tráng triệu đô. Máy tập Mỹ 150 triệu. Máy leverage đa dạng, chất lượng cao. Tạ PU cao cấp 100.000 trên ký. Máy tập Selectorize 80 triệu. Rực sáng một phương trời về đêm. Trang phục tập luyện cao cấp. Nội thất vệ sinh xịn sò, bồn tiểu 26 triệu. Zumba, yoga, belly dance. Thiết bị cardio siêu hiện đại. Free thực phẩm bổ sung, không gian sang trọng. Giá chỉ từ 400.000 một tháng. Hay thì share và like đi ba. Cửi gì? Đăng ký chưa? Cái gì cũng biết chứ có biết điều là không biết à. Có chùa hoài.